Tin chấn động, luật sư, tiến sĩ và các đại tá chỉ thẳng bất cập của vụ sao kê của các nghệ sĩ là chưa minh bạch, cần điều tra lại rõ ràng toàn bộ sự việc, thỏa lòng mong muốn của dân. Lần này Hồ Sĩ Niêm khó thoát. Vâng, thưa quý vị, với sự việc chưa thể đi đến hồi kết, nóng hơn cả SEA Games đang tổ chức tại Việt Nam, đó là drama của cô Siêu Nguyễn Phương Hằng về gương sĩ có khuất tất tiền từ thiện và kết quả điều tra thì lại là đi một nẻo thật sự làm cho người dân khó hiểu về cách làm việc của ông Hồ Sĩ Niêm. Nghi vấn về ông này đã giả câm giả điếc. Và tiếp sóng về câu chuyện này thì đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói về câu chuyện minh bạch, đó là chuyện sau kê minh bạch việc từ thiện của các ca nghệ sĩ thì luật sư đó là Nguyễn Văn Tuấn thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có một câu nói như sau: là không nhất thiết phải có đơn tố cáo hoặc là tố giác tội phạm thì cơ quan điều tra mới vào cuộc để xác minh khi có dấu hiệu về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động đó là quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng xem xét xử lý với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 và 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Vậy trong công tác đó là xã hội liên quan đến tiền từ thiện thì không nhất thiết là phải có đơn tố giác thì cơ quan điều tra mới vào cuộc và chỉ cần có dấu hiệu thì sẽ vào cuộc để làm rõ đó là sự việc này, đúng không? Thì luật sư thì Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TCF thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có một câu trả lời như sau: với sự ảnh hưởng của nghệ sĩ, với việc kêu gọi sự ủng hộ quyên góp giúp đỡ lẫn nhau trong tình trạng đất nước khó khăn là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Nhưng cách làm là vô cùng quan trọng, đó là bởi vậy các nghệ sĩ thi nhau vì tranh cãi lời qua tiếng lại trên mạng xã hội hay là tuyên bố kiện người này người nọ tố cáo người này người kia thì có lẽ cần phải là giải trình các khoản chi tiêu một cách có trách nhiệm, công khai minh bạch số tiền từ thiện đã quyên góp được, vì suy cho cùng người nghệ sĩ làm từ thiện thiện nguyện dù có cái tình lớn lao đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cần có cái lý để làm điểm tựa trước yêu cầu, không phải là không có lý của dư luận và mạng xã hội thì việc của các anh ca chị hot là cần phải làm rõ ràng, phải công khai minh bạch. Thì các anh các chị đã công khai minh bạch được hay chưa? Thì đương nhiên rồi, trên trang cá nhân của ca gừng sĩ thì cũng công khai nhiều lắm, minh bạch nhiều lắm rồi, nhưng mà công khai minh bạch theo kiểu ối rồi ôi. Và rõ ràng qua đây là cô Hằng không xâm phạm lợi ích nhà nước và cũng lại càng không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đây đơn giản là sự tranh chấp giữa cô Nguyễn Phương Hằng và cũng như là những người bị tố mà thôi. Xã hội không bị đe dọa, không bị mất an ninh. Vì thế, có thể nói đây là một điều luật mơ hồ mà ông mãi ghép cho cô Hằng. Rõ nhất là sự việc Hèn Ni, Đức Hĩn không bị ghép vào tội này, dù trước đó hai đảng viên này có bôi nhọ chính quyền, không xử lý và tiếp tục câu chuyện này. Thì trao đổi với đại tá tiến sĩ luật Lê Ngọc Khánh về các ồn ào từ thiện trong thời gian vừa qua, muốn làm từ thiện tốt, trước hết chúng ta phải có tâm. Và đại tá luật sư Lê Ngọc Khánh nói rằng tôi thấy rất hợp lý, đáp ứng được nguyện vọng đòi hỏi của một số đông người dân trước những lùm xùm dư luận và ý kiến phản ánh của nhân dân. Nó còn là sự việc làm mất an ninh trật tự. Theo tôi, cái mà Bộ Công an cần làm bây giờ là nhanh chóng đưa ra một kết luận minh bạch công khai để trả lời cho dư luận rằng ai đúng, ai sai, và một số nghệ sĩ làm từ thiện có chiếm đoạt tiền tài sản của Mạnh Thường Quân gửi gắm hay không. Sao kê vừa rồi của các ca nghệ sĩ là cần thiết, rất tốt, nhưng chưa đầy đủ, và việc sao kê phải chỉ phản ánh một phần của sự minh bạch thôi. Sao kê chỉ chứng minh được quá trình là đầu vào đầu ra qua ngân hàng, nhưng khi mà đã ra khỏi ngân hàng rồi thì làm sao có thể kiểm soát được. Tôi lấy ví dụ một cá nhân vận động quyên góp chuyển qua ngân hàng là được là 100 tỷ đồng, rút ra 100 tỷ từ ngân hàng, nhưng sau đó thì sau khi rút ra thì tiêu vào việc gì, tiêu cho ai thì ai biết. Vì vậy, chi cho ai, chi vào việc gì cần có danh sách, có ký nhận đầy đủ. Cho nên, sau khi rút tiền từ ngân hàng ra thì chi tiêu cho ai, làm gì phải hết sức rõ ràng. Các cụ nói, cây ngay thì không sợ chết đứng. Tôi đã từng đi làm từ thiện, cũng kêu gọi quyên góp, nhưng tôi không bao giờ cầm tiền mà chuyển cho các đơn vị chức năng địa phương nơi cần hỗ trợ. Chúng tôi chỉ kiểm soát bằng các thông tin từ người nhận cụ thể thôi. Ví dụ như vừa rồi, Hội Cựu Chiến binh E741F326, quân khu 2 chúng tôi đã quyên góp tiền và chuyển vào tài khoản của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phong Thổ Lai Châu để nhờ họ mua vật liệu lợp lại các ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng. Khi khánh thành nhà, họ chụp ảnh quay video gửi cho chúng tôi. Vấn đề từ thiện là hết sức cần thiết. Xã hội cần sự góp sức của các nhà hảo tâm để chung tay tới những nơi khó khăn một cách nhanh nhất. Về hành lang pháp lý chúng ta có tương đối đầy đủ.
Như Nghị định 64 của Chính phủ và Nghị định 93 cũng nêu rõ cá nhân được làm từ thiện, đặc biệt Nghị định 93 tôi rất là quan tâm và nói rõ mọi cá nhân được làm từ thiện. Nhưng có một điều là chúng ta phải lập quỹ, đây là một vấn đề mấu chốt tôi thấy. Muốn làm từ thiện tốt là trước nhất chúng ta phải có tâm và sau đó chúng ta lập quỹ theo quy định của Nghị định 93. Làm đầy đủ theo pháp luật như vậy thì không cần cơ quan chức năng vào cuộc. Khi có biểu hiện sai sót, có đơn kiện tố cáo thì người ta mới vào cuộc mà thôi. Nếu các cá nhân không muốn lập quỹ thì cần công khai quá trình làm từ thiện và tốt nhất là thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương nơi mà cá nhân đó muốn hỗ trợ. Tôi đánh giá hiện nay Nghị định số 93, 2019 Nghị định Chính phủ. Về quy trình, thành lập quỹ từ thiện cũng rườm rà và mất thời gian làm thủ tục. Ngoài ra lại còn phải có tài sản đóng góp khi thành lập quỹ, vì vậy nhiều cá nhân đã bỏ qua việc thành lập quỹ để tự mình đi làm từ thiện. Tuy nhiên như tôi đã nói ở trên, các cá nhân đi làm từ thiện nếu không muốn thành lập quỹ từ thiện như quy định tại Nghị định 93 thì nên gửi số tiền mà mình quyên góp được nhờ các tổ chức chính trị tại địa phương đó chuyển đến tận tay người dân cần ủng hộ và giúp đỡ. Trong quá trình phân phát tiền, vật chất của các tổ chức chính trị, các cá nhân làm từ thiện có quyền kiểm soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Còn việc quy định đóng góp thành lập quỹ với số tiền hàng tỷ đồng như vậy là quá cao so với mức thu nhập của các cá nhân muốn làm từ thiện, nhất là đối với quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc, liên tỉnh. Quan điểm của tôi về việc quy định số tiền đóng góp là cần thiết, nhưng cần sửa đổi, mức tiền thấp hơn, điều chỉnh cho phù hợp khung pháp lý hiện nay. Như tôi đã nói, nên làm theo các nghị định ở trên và thành lập quỹ, và trên thế giới nhiều nước cũng đã quy định hoặc họ không có cho cá nhân làm từ thiện. Ai làm thì phải thông qua các tổ chức chính trị hoặc là tổ chức xã hội. Họ không cho phép các cá nhân làm từ thiện như các trường hợp hề lũ, đàn tướng cướp Thủy Tề Công Nông và Trấn Lộ vừa rồi là tự đứng ra kêu gọi và nhận tiền vào tài khoản của mình. Tôi cho rằng nghệ sĩ muốn làm tốt từ thiện bây giờ vẫn nên thông qua các tổ chức. Ví dụ như Thủy Tề, nếu cô ấy vận động kêu gọi tiền thông qua các tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, tiếp nhận và chuyển đến người dân, thì không ai có thể nói gì được cô ấy. Quá trình Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ chuyển tiền, Thủy Tề có quyền giám sát xem họ làm đúng hay sai. Hai bên đều có thể kiểm tra giám sát, đó là phương pháp tối ưu, chứ không phải là cá nhân mình đứng ra cầm hàng trăm tỷ đồng để đi mà phân phát, thích cho ai thì cho, không ai có thể là giám sát và giám sát dẫn đến những nảy sinh nghi ngờ. Tôi đồng ý với các bạn, đầu tiên chúng ta phải minh bạch đã. Nếu không minh bạch thì chúng ta không nên làm từ thiện. Vì mục đích của làm từ thiện là làm việc tốt, việc thực tế. Vậy tại sao lại không minh bạch công khai? Nếu muốn làm tốt, mỗi cá nhân chúng ta có thể là phối hợp giám sát giữa các cá nhân và các tổ chức chính trị xã hội. Nếu chúng ta hoạt động cá nhân nhưng không thông qua các tổ chức địa phương sẽ đảm bảo an toàn. Bây giờ các bạn thấy khi chưa minh bạch, phải đối diện với dư luận, đòi hỏi của dư luận là hoàn toàn chính đáng. Và trước đó, chúng ta còn nhớ là đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng còn nói, chúng tôi không thể làm từ thiện như Thủy Tề, từ thiện liên quan đến lòng tốt, uy tín, nhưng nếu chúng ta hiểu quyền và nghĩa vụ một cách lý trí thì câu chuyện sẽ khác. Lòng tốt không phải là thứ vô hạn về không gian và thời gian. Chưa cần nói đến vấn đề trục lợi hay không, thì việc cá nhân đứng ra vận động thành lập một quỹ riêng chính thức đã là vi phạm pháp luật. Có những người không hề trục lợi nhưng vẫn là vi phạm pháp luật, cho nên lòng tốt nếu chúng ta thiếu lý trí sẽ dẫn đến những hậu quả xã hội, và đôi khi chính lòng tốt lại là nguồn nguy hiểm cao độ về vi phạm. Và theo là đại biểu tiến sĩ luật Lưu Bình Nhưỡng cũng nêu ra những quan điểm liên quan đến pháp luật về vấn đề cá nhân làm từ thiện. Thứ nhất, phải khẳng định là làm từ thiện là vấn đề mang tính trách nhiệm xã hội, và tôi cho rằng việc dựa trên uy tín của người nổi tiếng là điều đáng hoan nghênh. Xã hội hóa về từ thiện, chứ không chỉ có Mặt trận hay Hội chữ thập đỏ. Điều quan trọng chính là tạo được cơ chế pháp lý, tạo ra cơ chế để chúng ta thực hiện có hiệu quả. Tôi là cá nhân, tôi có quyền làm việc tốt, tôi có quyền đóng góp cho bất kỳ ai. Không thể bắt buộc là tôi là đóng cho một người nào đó vì chưa chắc người đó đã tạo lòng tin cho tôi bằng người khác. Ông cho rằng niềm tin là một trong những thứ yếu tố thúc đẩy quá trình làm từ thiện. Thứ hai, pháp luật là cần quy định rõ ràng những người nào đủ năng lực để làm và làm bằng cách nào, phương thức người ta làm là phải hướng dẫn chứ không thể để người dân mò mẫm. Phan Anh hay Thủy Tề đều là mò mẫm. Khi Thủy Tề rộ lên câu chuyện từ thiện, tôi có nói bên hành lang Quốc hội một ý, nhưng dường như Thủy Tề chưa hiểu. Thủy Tề tốt nhất nên phối hợp với các tổ chức cá nhân, chứ nếu là một mình sẽ rất vất vả và có thể dẫn đến rủi ro. Ví dụ như trường hợp của nghệ sĩ Hề Lũ, nghệ sĩ đưa ra rất là nhiều lý do, như thế có thể là vi phạm pháp luật hay không? Thực sự đây vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ trên mạng vẫn đang cãi nhau về chuyện đó. Còn để dẫn ra một luật cụ thể là gì? Giữa tiền
trong bao nhiêu lâu là hành vi chiếm đoạt tài sản thì như tôi chưa thấy ở đâu trả lời cụ thể và điều đó, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng thẳng thắn chia sẻ, có những thứ không bàn đến thời gian, nhưng ở trường hợp của Hề Lũ thì anh ấy vận động vì mục đích gì, vận động vì mục đích là báo lũ thì giải quyết trong báo lũ, nếu qua rồi mà anh ta vẫn cầm tiền thì người ta không chấp nhận, chúng ta phải hiểu mục đích là rất quan trọng, anh ấy phải giải ngân ngay, chứ không phải là đến khi là bị xô ra và bị bóc phốt thì mới giải ngân, kể cả anh ấy là chồng thêm lãi cũng không được. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa nghe thông tin ngày 12 tháng 5, bác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với cô Nguyễn Phương Hằng, Võ Văn Minh ngay lập tức rút lui để cho mình anh mãi hưởng. Đúng là quá cầu tài. Thưa quý vị thân mến, mới đây một thông tin khá nóng và khá hấp dẫn và một thông tin phải nói là quá vui cũng đến với cô Phương Hằng. Khi mà Công an Bình Dương chuyển vụ việc của cô Nguyễn Phương Hằng cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương không khởi tố bị can mà nhập hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý. Vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội trong tháng 4. Tại buổi họp báo này, ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Đồng thời đại diện của các cơ quan báo chí cũng đặt ra nhiều câu hỏi trên nhiều lĩnh vực như tình hình kẹt xe ngập lụt tại các khu dân cư khi mưa lớn, tình hình trộm cắp cướp giật, tình hình phòng chống dịch, tình hình khiếu nại của người dân trên lĩnh vực bất động sản. Đáng chú ý nhất, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết là thông tin mới liên quan đến vụ việc cô Nguyễn Phương Hằng. Theo như ông Chính cho biết, từ ngày 6 tháng 10 năm 2021 đến ngày 3 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bình Dương đã tiếp nhận 7 đơn tố giác cô Nguyễn Phương Hằng của 7 cá nhân. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu nhập được cho thấy rằng thời gian vừa qua cô Nguyễn Phương Hằng là lợi dụng quyền tự do ngôn luận sử dụng các trang mạng xã hội, Zalo, YouTube, Facebook, Blogger, tổ chức live stream nhiều lần và có những lời nói phát ngôn thiếu chuẩn mực đạo đức thuần phong mỹ tục, có tính chất nhục mạ danh dự, nhân phẩm của người khác lan truyền thông tin không được kiểm chứng, đã xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân trong thời gian dài. Đây là theo lời ông Chính nói. Mặc dù các cơ quan chức năng làm việc yêu cầu dừng hoạt động, tuy nhiên, bà Hằng vẫn tiếp tục thực hiện. Ngày 6 tháng 4 năm 2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm, lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, quy định tại Điều khoản 2, Điều 331 Bộ luật hình sự. Ông Chính cho biết thêm. Do là phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án với tội danh giống nhau, chính vì thế Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an hướng là nhập hồ sơ cho phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó vào ngày 24 tháng 3, như quý vị đã biết là Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân và khởi tố cô Nguyễn Phương Hằng để mà bắt tạm giam. Cô Phương Hằng sinh năm 1971, thường trú tại 1719 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi như trên. Trước đó thì như quý vị đã biết là Phan Văn Mãi và Võ Văn Minh song kiếm hợp bích điều tra khởi tố vụ án đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng có lẽ bác Tổng đã chính đốn nên e sợ. Như quý vị đã biết trước đó là Võ Văn Minh và Phan Văn Mãi chiến nhau là giành xử cô Nguyễn Phương Hằng thì ai thắng ai thua. Vụ án cô Nguyễn Phương Hằng thì Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam là một vụ án tiền khoáng hậu. Và thông thường với cùng một tội danh thì chỉ có một địa phương thụ lý vụ án nhưng không thể có hai địa phương cùng khởi tố là một tội trên cùng một đối tượng. Theo khoản 3 điều 31 Hiến pháp năm 2013 thì không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. Như vậy cả Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cùng khởi tố cô Nguyễn Phương Hằng cùng một tội danh theo điều 331 Bộ luật hình sự là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước là hoàn toàn sai. Nếu ra tòa cô Nguyễn Phương Hằng sẽ bị hai tòa án ở hai địa phương này tuyên án thì cô sẽ bị chồng án chỉ vì một tội hay sao? Trên thực tế thì chúng ta thấy rằng Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy tố cô Nguyễn Phương Hằng là bởi những live stream của cô nhắm vào ông Phan Văn Mãi, ai cũng đã biết và cô Hằng hoạt động live stream tại khu du lịch Đại Nam thuộc tỉnh Bình Dương chứ không thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Lẽ ra vụ án này phải được Công an tỉnh Bình Dương thụ lý mới đúng. Tuy nhiên vì không chịu được những lời nói khó chịu của cô Nguyễn Phương Hằng nên ông Phan Văn Mãi đã ra tay trước và đồng cấp với ông Phan Văn Mãi tại Bình Dương chính là ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Việc cô Nguyễn Phương Hằng phạm tội trên đất Bình Dương thuộc quyền chỉ đạo xử lý của ông Võ Văn Minh nhưng ông Phan Văn Mãi là phỏng tay trên xử lý trước
Và điều này chẳng khác nào ông Phan Văn Mãi vuốt mặt không né mũi, xem như ông Võ Văn Minh như không có giá trị gì cả. Và địa phương mình quản lý mà để người khác thọc tay vào xử lý thì khác nào ông Võ Văn Minh bị ông Phan Văn Mãi đang cho Trung ương biết rằng Võ Văn Minh là người vô dụng. Có lẽ vì lý do này mà ông Võ Văn Minh đã cho Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án bà Nguyễn Phương Hằng để giành lại thể diện chăng? Tuy nhiên việc khởi tố chậm và làm việc chồng chéo như thế này, ông Võ Văn Minh có giành phần thắng hay không thì giờ chúng ta đã quá rõ.